cũng hơi lì. Giờ vô TikTok thấy còn là quay cái ngày hôm qua của bả gì em không biết làm sao nữa. Xe đẹp thiệt. Thôi xe chi mà toàn tiền tỷ nó ghê quá. Bà nổi tiếng cả Việt Nam mình hồi xưa đến chơi mà. Nhưng mà gần đây là bà nổi hơn nè. 2 năm về đây. Một chiếc xe nữa. Bà mấy tuổi? Bà bốn mấy. Mất ba thằng sớm kìa. Bà bốn mấy chứ mấy. Bà trẻ mà. Chồng ba nhiều quá hả? Ủa, bà bốn mấy đúng không? 46 gì đó nữa chứ. Mẹ cái ly năm nay mấy rồi cái ly? Cỡ cỡ nó chứ mấy. 46 tuổi. Ôi, mà trẻ nó đúng rồi. Bà 46 mà ông nó tới nó mà hồi trước là chị nhìn thấy ông nó là trẻ hơn bà rất là nhiều luôn. Giống như hậu á. Ôi. Nhưng mà chồng ông này ông trẻ ấy, là ông này ông trẻ, ông trẻ kinh khủng luôn á. Thì chị thấy đàn ông trẻ hiếm lắm nè, rất là hiếm. Đàn bà trẻ thì nhiều nghe, chứ đàn ông mà trẻ là hiếm lắm luôn á. Ông thấy kiểu người như là kiểu chắc nhỏ con hả ta? Hình như nhỏ con chứ không có to con. À, bữa hôm trước là thấy ông là do ông hay mang váy chắc kìa. Mang quần ấy xong rồi mang cái áo khoác váy chứ. Nhỏ. Ông cũng cỡ anh Bi đó. Vừa rồi cỡ nó. Không có to con.
Sau à alo chị Loan hả? Dạ ít á tầm 1 giờ hoặc 1 rưỡi em qua chị hử? Ok em. Dạ mình là ở 20 Tân An 2 em. 20 Tân An 2 hả chị? Là gần ở chỗ đó chị? Ngay bên hông bệnh viện Vinmec á em, Vinmec á. À bệnh viện Vinmec à? Ừ, viện quốc tế Vinmec hả? À, Vinmec hả? Ừ. Cảm ơn anh chị nha. Ok.